Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình là hộp của một chiếc BlackBerry Passport. Đây không phải là phiên bản quốc tế mà máy này được xách tay thị trường Pháp. Hiện tại Pháp thì đang có chính sách xả hàng cho sản phẩm này và khi về tới Việt Nam thì nó có mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng tại Hùng Mobile mà thôi. Và Hùng Mobile thì rất tự hào là đơn vị số 1 Việt Nam trong việc phân phối BlackBerry Passport xách tay từ thị trường Pháp. Nếu bạn quan tâm thì hãy truy cập vào website hungmobile.vn để xem giá bán cũng như là các chính sách đi kèm sản phẩm. Còn trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp trên tay nhanh sản phẩm này. Cái hộp trên tay mình là màu đen, vì nó là màu đen cho nên là trong quá trình vận chuyển nó hơi bị xước và nó hơi nhìn bên ngoài nó hơi sầu sầu tí. Tuy nhiên thì nó vẫn còn nguyên siêu. Đây, những cái này thì nó vẫn đang còn nguyên siêu, chưa bị bóc ra. Còn cái hộp này của mình thì mình đã mở ra trước rồi, vì hàng về mình rất là nôn nóng nên mình đã mở rồi. Bây giờ mình sẽ mở hộp lại cái máy này. Mở hộp ra thì sẽ thấy luôn chiếc BlackBerry Passport. Hộp của BlackBerry Passport thì được sắp xếp bố trí rất là đẹp. Đây là nhân vật chính. Cứ tạm thời bỏ qua bên, bây giờ chúng ta sẽ xem phụ kiện. Đầu tiên thì ở đây thì mình sẽ có một cái cuốn sách. Đây không phải là sách hướng dẫn mà là cuốn sách cảm ơn của BlackBerry. Nó được in thành 4 thứ tiếng. Rất là đẹp. Phụ kiện thì ở đây chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Cái củ sạc này của thị trường Pháp cũng là hai chân rất là gọn gàng và nó rất là phù hợp khi sử dụng ở Việt Nam. Ở đây là một sợi cáp. Cáp của BlackBerry Passport thì được làm rất là chắc chắn và đẹp. Ở đây là tai nghe. Tai nghe thì được đóng gói trong một cái hộp rất là gọn gàng. Cái tai nghe thì mình cũng chưa thử âm thanh, chất lượng âm thanh, nhưng mà mình nhìn qua thì cái tai nghe này được làm rất là đẹp, nhìn rất là tinh tế. Tiếp đến ở đây xem có gì ở đây. Đây chắc là sách hướng dẫn. Đúng rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một tập sách hướng dẫn, nhưng mà chỉ toàn bằng tiếng Anh với cả tiếng Pháp thôi. Và như vậy, đấy là tất cả phụ kiện của máy. Thì các bạn có thể thấy là BlackBerry Passport là một sản phẩm được phân phối để hướng tới những phân khúc khách hàng tầm cao, những người doanh nhân, cho nên là tất cả mọi thứ đều được sắp xếp rất là đẹp và tinh tế. Bây giờ sẽ quay lại với nhân vật chính của chúng ta. Đây, và trên tay mình đây là chiếc BlackBerry Passport. Đây là hàng mới và chúng vẫn còn nguyên siêu. Bây giờ mình sẽ bóc siêu. Đây, chúng ta có siêu ở cạnh phía dưới này. Đây là siêu cạnh trên và mặt sau. Đấy, khi mua hàng tại Hùng Mobile thì các bạn sẽ được tự tay bóc siêu luôn như thế này, rất là sướng. Đây có lẽ là chiếc điện thoại mà cho mình cái cảm giác trên tay nó lạ lẫm nhất từ trước đến nay. Máy được làm khá là vuông vức, nhưng mình lại rất thích cái sản phẩm này vì nó được làm khá là chắc chắn và rất là sang trọng và lịch lãm. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một màn hình rộng 4,5 inch và nó là hình vuông, cho nên là nó sẽ có độ phân giải là 1400x1400 pixel. Cái màn hình này vẫn đảm bảo cho các bạn một độ phân giải nó rất là tốt và hiển thị nó rất là sắc nét. Và màn hình của BlackBerry thì bao giờ cũng thế rồi, nó có một độ tương phản rất là tốt và góc nhìn cũng rất là rộng. Ở phía dưới cái màn hình này thì chúng ta sẽ có một bàn phím rất là đặc trưng của BlackBerry. Bàn phím được chia thành 3 hàng và được ngăn cách bởi 3 thanh thép rất là sang trọng. Ngoài để bấm văn bản như thông thường thì bàn phím này còn có khả năng rất đặc biệt, đó là các bạn có thể sử dụng nó như một bàn dê chuột ở trên máy tính vậy. Ví dụ như mình đang vào trang web này thì các bạn có thể cuộn trang bằng cách vuốt ở bàn phím này. Đấy, các bạn vuốt ở vị trí nào cũng được, rất là tiện. Cái việc vuốt này thì tay của các bạn sẽ không che một phần màn hình và rất là tốt để khi các bạn đọc báo hay là lướt Facebook. Nhìn qua thì chắc nhiều trong số các bạn cũng đã biết được cái điểm khác biệt của bàn phím này. Vì đây là hàng phân phối tại thị trường Pháp cho nên là bàn phím sẽ được sắp xếp theo thứ tự là AZT chứ không phải là QWERTY như bình thường. Tức là thứ tự sắp xếp các phím V, này, Q, A và Z sẽ được thay đổi cho nhau. Còn tất cả các phím còn lại thì nó vẫn được sắp xếp ở vị trí như bình thường. Và mình nghĩ khá là mất thời gian để các bạn có thể làm quen được bàn phím này. Tuy nhiên thì các bạn có thể chuyển sang bàn phím QWERTY ở trong phần cài đặt. Còn về phần cứng, tức là bàn phím này thì buộc các bạn phải thay nếu các bạn muốn thay đổi. Và nếu như bạn mua hàng tại Hùng Mobile thì Hùng Mobile sẽ hỗ trợ bạn thay bàn phím này với giá chỉ là 250.000 mà thôi. Các bạn đợi và lấy luôn. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái loa thoại, một cái logo BlackBerry và camera trước.
Xung quanh máy thì là một cái viền bằng thép không gỉ, rất là sáng bóng và sang trọng. Ở phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có cụm phím chơi nhạc rất là đặc trưng của BlackBerry. Ở cạnh trên thì chúng ta sẽ có jack cắm tai nghe, chúng ta sẽ có phím nguồn và ở đây chúng ta có một cánh ngang để các bạn có thể mở cái phần nắp lưng này ra. Bây giờ mình sẽ mở ra luôn. Mở ra thì các bạn sẽ thấy luôn khay cắm thẻ nhớ và khay cắm SIM cũng như là các thông tin email của máy. Còn ở cạnh dưới thì chúng ta sẽ có chân sạc, mic thoại và hai bên là hai cái mồm. Hai cái mồm này thì nó hét rất là to. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn nghe nhạc luôn. Mặt sau của BlackBerry Bud Bo thì được phủ một lớp nhung, nó rất cầm, nó rất là mịn và nó không để lại dấu vân tay. Ở đây chúng ta sẽ có một cái camera và đèn flash. Camera này thì nó gần như là không lồi so với cái mặt lưng này. Ở đây chúng ta sẽ có chùm râu. Về cấu hình thì BlackBerry Bud Bo được trang bị một thông số kỹ thuật khá là khủng, khi máy sử dụng chip Snapdragon 801 và có bộ nhớ RAM lên tới là 3GB. Và với khả năng tối ưu rất là tốt của hệ điều hành BB10 thì BlackBerry Bud Bo sẽ cho bạn một trải nghiệm nó rất là mượt mà, cùng với đó là cái khả năng chạy đa nhiệm cũng rất là tốt. Về camera thì ở mặt sau thì sẽ được trang bị camera là có độ phân giảm 13 megapixel, ở mặt trước chỉ là 2 megapixel mà thôi. Giao diện camera ở trên BlackBerry Bud Bo thì cũng rất là đơn giản, vì mình nghĩ đây là một cái sản phẩm được phân phối hướng tới những khách hàng cao cấp, cho nên là cái gì nó cũng được làm rất là đơn giản. Đấy, và chất lượng ở camera này thì mình theo mình đánh giá nó chỉ ở mức trung bình thôi, thì nó cũng không phải là thực sự nó tốt. Cuối cùng là về pin thì sản phẩm này đã được BlackBerry trang bị cho một viên pin có dung lượng lên tới là 3450 mAh. Với cái viên pin này thì BlackBerry Bud Bo hoàn toàn có thể cho bạn sử dụng hơn 2 ngày mà không cần phải sạc. Đây cũng là một khả năng mà rất là ít các smartphone cao cấp hiện nay có thể làm được. Và vừa rồi thì mình đã vừa trên tay và mở hộp nhanh chiếc BlackBerry Bud Bo sách tay từ thị trường Pháp. Và Hùng Mobile là đơn vị số 1 Việt Nam nhập khẩu và phân phối chính thức sản phẩm này. Và nếu như các bạn quan tâm thì hãy đừng quên truy cập vào website hungmobile.vn để xem chi tiết giá bán cũng như là các chính sách của sản phẩm này. Và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc là có nhu cầu muốn mình làm video gì tiếp theo về sản phẩm này thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.